Hải Yến xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, nằm ở khu vực trung tâm của dải ngân hà, một bong bóng bí ẩn có hình dạng giống như hai cánh của một con bướm sâu khổng lồ. Nó trải dài ở hai mặt bắc nam của dải ngân hà và có đường kính lên tới 50.000 năm ánh sáng. Đó là bong bóng Fermi. Đây từng là một trong những vật thể khiến các nhà khoa học phải đau đầu trong nhiều năm. Và mới đây, có lẽ nó đã được vén bức màn bí ẩn. Hãy cùng tôi thú vị đi tìm hiểu những bí ẩn đó trong video ngày hôm nay nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Vào năm 2010, các nhà khoa học sử dụng kính thiên văn vũ trụ Fermi đã phát hiện ra hai bong bóng bí ẩn khổng lồ nằm ở giữa trung tâm dải ngân hà. Chúng được các nhà khoa học đặt tên là bong bóng Fermi. Với hình dạng giống như hai cánh bướm sâu khổng lồ, chúng được mở rộng ở mặt trên và mặt dưới của mặt phẳng thiên hà. Nó mở rộng về mỗi phía một khoảng 25.000 năm ánh sáng. Điều này có nghĩa tổng đường kính của bong bóng Fermi vào khoảng 50.000 năm ánh sáng, tương đương 1/2 đường kính của dải ngân hà. Hai quả cầu bong bóng với bụi và khí cùng các tia vũ trụ xuất hiện chính giữa ở trung tâm thiên hà. Chúng chỉ được nhìn thấy trong ánh sáng tia gamma năng lượng cao. Sự hiện diện của bong bóng Fermi đã khiến các nhà thiên văn học trên thế giới đau đầu trong nhiều năm. Họ không biết nó được sinh ra từ đâu. Nhưng mới đây, vào ngày 14 tháng 5 năm 2020, một công trình nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Thiên văn. Các nhà khoa học cho rằng có sự liên quan giữa bong bóng Fermi và hoạt động của siêu hố đen trung tâm dải ngân hà cách đây 6 triệu năm. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các siêu máy tính, giả lập các mô hình 3D. Kết quả cho thấy bong bóng Fermi và các cấu trúc tia X gần đó có thể được hình thành sau một đợt bùng phát xung kích từ siêu hố đen của trung tâm dải ngân hà. Theo đó, trong khoảng 6 triệu năm trước, khi siêu hố đen hút các vật chất vào bên trong chân trời sự kiện, nó đã phun ra hai luồng bức xạ năng lượng cao bay theo hướng ngược lại từ trung tâm thiên hà với vận tốc gần bằng vận tốc của ánh sáng. Ngay sau khi các luồng bức xạ siêu mạnh này được phóng ra, một đợt sóng xung kích cũng đồng thời được tạo ra. Chúng quét qua các đám mây khí ga ở khu vực trung tâm thiên hà. Những đám mây khí ga này sau khi bị nén và đốt cháy bởi sóng xung kích, chúng sẽ liên tục mở rộng vào khu vực không gian liên thiên hà theo cả hai hướng. Đó có thể là cách hình thành tạo ra bong bóng Fermi. Các nhà khoa học tin rằng toàn bộ quá trình này sẽ kéo dài trong khoảng 1 triệu năm. Sau đó, siêu hố đen ở trung tâm thiên hà ngừng phun ra luồng bức xạ năng lượng cao. Và sau khoảng 5 triệu năm, bong bóng Fermi đã mở rộng ra một khoảng không gian vô cùng rộng lớn như chúng ta thấy ngày nay. Các bạn có thể quan sát trên màn hình, đây là hình ảnh mô phỏng kích thước của bong bóng Fermi đang tồn tại. Thoáng nhìn qua thì nó giống hình dạng của hai cánh con bướm sâu khổng lồ. Ngoài ra, nó cũng giúp ta liên tưởng đến một đồng hồ cát khổng lồ trong vũ trụ. Theo các nhà nghiên cứu, giả thuyết sóng xung kích này giải thích được một số đặc điểm đặc biệt của bong bóng Fermi, như ở khu vực trung tâm thiên hà có nhiệt độ cực cao, hay lý giải được vì sao các cạnh dưới của bong bóng trùng khớp hoàn hảo với các cấu trúc của tia X. Kể từ khi phát hiện ra bong bóng Fermi, các nhà khoa học đã có rất nhiều những quan sát và phân tích về nó. Họ đã sử dụng kính viễn vọng không gian Hubble của NASA kết hợp với một chuẩn tinh xa xôi để đo vận tốc của Fermi. Trong lần đo vận tốc này, họ sử dụng chuẩn tinh quasar BDS456 để làm nền. Kết hợp với dữ liệu quan sát thấy từ kính viễn vọng không gian Hubble, các nhà nghiên cứu đã xác định được vật chất ở thùy phía bắc của bong bóng Fermi đang hướng về phía mặt trời. Trong khi đó, vật chất ở phía xa chúng đang bị xé toạc ra. Dòng vật chất này chảy ra từ dải ngân hà với tốc độ khoảng 3,24 đến 3,6 triệu km/h. Đây là một vận tốc cực lớn, nó nhanh gấp khoảng 2.800 lần vận tốc của âm thanh. Ngoài việc đo tốc độ của bong bóng Fermi, các quan sát của Hubble cũng xác định được những vật chất bị cuốn lên tạo thành những dòng khí lớn. Theo phân tích, các dòng khí này được tạo nên bởi silicon, carbon và nhôm. Thành phần này cho thấy các dòng khí của bong bóng Fermi được làm giàu bởi các nguyên tố nặng và chúng có thể đại diện cho tàn dư hóa thạch của sự hình thành các sao mới. Khi quan sát các dòng khí này, các nhà khoa học nhận thấy chúng có một nhiệt độ rất lớn. Theo đó, nhiệt độ đo được của khu vực xung quanh các dòng khí vào khoảng 9.700 độ C. Còn nhiệt độ đo trực tiếp trong các dòng khí, nó lên tới khoảng 10 triệu độ C.
Với nhiệt độ chênh lệch như vậy, các nhà khoa học cho rằng luồng khí lạnh hơn có thể là các luồng khí liên sao từ dải ngân hà. Chúng bị cuốn theo dòng chảy nóng của bong bóng Fermi. Các nhà nghiên cứu cho rằng chính những dòng chảy cực nóng của bong bóng Fermi có thể là nguyên nhân gây ra sự hình thành sao nhanh chóng ở khu vực trung tâm thiên hà. Ngoài ra, với tuổi đời mới được xác định khoảng 6 triệu năm về trước, bong bóng Fermi chỉ được coi như là một cậu bé nếu đem so sánh với 13,2 tỷ năm tuổi của thiên hà. Chính điều này đã làm cho các nhà khoa học dự đoán rằng có thể trước khi có bong bóng Fermi, thiên hà đã từng tồn tại các bong bóng tương tự khác. Chúng cũng được sinh ra từ những đợt bùng phát sóng xung kích của siêu hố đen trung tâm dải ngân hà vào thời gian trước đó. Và có lẽ, với dải ngân hà, hiện tượng bong bóng Fermi sẽ lặp lại nhiều lần trong suốt vòng đời của thiên hà Milky Way. Các nhà khoa học đang nghiên cứu ánh sáng từ các chuẩn tinh qua xa khác nhằm tìm kiếm những hóa thạch của các dòng chảy trước khi xuất hiện bong bóng Fermi. Thật là những điều thú vị phải không các bạn? Hãy để lại bình luận cảm nhận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Như Hải Yến đã trình bày ở trên, bong bóng Fermi được hình thành bởi đợt bùng phát sóng xung kích cách đây khoảng 6 triệu năm từ siêu hố đen trung tâm dải ngân hà. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng đi khám phá những bí ẩn xoay quanh con quái vật siêu hố đen Sagittarius A ở trung tâm thiên hà này nhé. Nằm trong trung tâm dải ngân hà, cách trái đất 26.000 năm ánh sáng, chúng ta đang đi đến một con quái vật thực sự, đó là siêu hố đen Sagittarius A. Tuy nó là một con quái vật nhưng nó khá là yên tĩnh, chính vì vậy nó không được xếp vào nhóm các nhân thiên hà hoạt động AGN. Qua nhiều năm quan sát, các nhà khoa học vẫn không thể quan sát siêu hố đen bằng quang phổ bởi vì nó bị rất nhiều bụi và khí che lấp. Chính vì vậy, những tính toán về kích thước và khối lượng của siêu hố đen không thực sự rõ ràng. Khối lượng và kích thước của hố đen Sagittarius A chỉ được tính toán khi quan sát tầm ảnh hưởng của nó đến các ngôi sao và vật thể xung quanh. Theo đó, các nhà thiên văn học người Đức cho rằng siêu hố đen có khối lượng khoảng 4,31 triệu lần khối lượng của mặt trời. Còn các nhà thiên văn học người Mỹ lại cho rằng nó chỉ có khối lượng vào khoảng 3,6 triệu lần khối lượng của mặt trời và nó được giới hạn trong một quả cầu với đường kính không vượt quá 44 triệu km. Có lẽ chính bởi sự yên tĩnh và ở khoảng cách rất xa trái đất nên siêu hố đen Sagittarius A vẫn là một bí ẩn lớn của các nhà khoa học. Họ ngày đêm không ngừng hướng những chiếc kính viễn vọng tốt nhất về hướng Sagittarius A nhằm có thêm những hiểu biết về nó. Mới đây, vào tháng 3 năm 2020, một nhóm chuyên gia đến từ Pháp và Bỉ thực hiện một nghiên cứu về hố đen trung tâm dải ngân hà. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Thiên văn học và Vật lý Thiên văn. Các nhà khoa học cho rằng siêu hố đen ở trung tâm thiên hà đang hoạt động mạnh hơn. Nghiên cứu mới dựa trên một nghiên cứu vào năm 2017 cho thấy tỷ lệ chớp sáng mạnh đã tăng gấp 3 lần kể từ tháng 8 năm 2014. Nghiên cứu này, các nhà khoa học sử dụng dữ liệu về hố đen Sagittarius A mà ba tàu vũ trụ thu thập trong giai đoạn từ năm 1999 đến năm 2015. Khi đó, họ phát hiện tổng cộng 107 chớp sáng, những chớp sáng tia X mạnh nhất tăng lên kể từ tháng 8 năm 2014, trong khi những chớp sáng yếu nhất giảm từ tháng 8 năm 2013. Để xác định xem xu hướng này có tiếp tục diễn ra hay không, các nhà nghiên cứu tiến hành thu thập và phân tích dữ liệu từ ba tàu vũ trụ này trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018. Họ phát hiện thêm 14 chớp sáng nữa, nâng tổng số lên 121. Sau khi nghiên cứu, họ nhận thấy có một kết luận cũ không chính xác, đó là tỷ lệ chớp sáng yếu không giảm mà tương đối ổn định qua thời gian. Tuy nhiên, kết luận về sự thay đổi của các chớp sáng mạnh vẫn trùng khớp với nghiên cứu cũ. Đây không phải bằng chứng duy nhất cho thấy Sagittarius A, hố đen cách trái đất 26.000 năm ánh sáng, đang thay đổi. Năm ngoái, nó đột ngột sáng gấp 75 lần rồi trở về bình thường. Đó là lần phát sáng mạnh nhất của hố đen này mà các nhà khoa học từng quan sát được ở bước sóng cận hồng ngoại. Các nhà khoa học cũng kiểm tra xem hoạt động của Sagittarius A năm 2019 kết quả có nhất quán với kết quả nghiên cứu hay không. Họ phân tích dữ liệu mà tàu vũ trụ SWIFT thu thập năm 2019 và tìm thấy 4 chớp sáng mạnh. Đây là số lượng lớn nhất từng phát hiện trong một lần quan sát. Điều này cho thấy Sagittarius A vẫn chưa trầm xuống, nó vẫn đang hoạt động mạnh dần lên. Nhóm nghiên cứu cho rằng họ phải cần thêm thời gian để tìm hiểu nguồn gốc dẫn đến hoạt động bất thường này.
Vậy là hôm nay, Tâm Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn của bong bóng Fermi và siêu hồ đen Sagittarius A ở trung tâm dải ngân hà. Đây vẫn là một khu vực bí ẩn và đáng sợ bậc nhất của dải ngân hà. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy video hay, hãy like, share và comment bình luận cảm nhận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tâm Thú Vị đi giải mã những bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!